Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Thành ủy do trưởng Ban Tuyên giáo Đoàn Ngọc Hùng Anh làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Quận ủy Ngũ Hành Sơn về kết quả 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế, thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Theo báo cáo của quận, thông qua việc áp dụng đổi mới phương pháp dạy và học, tỷ lệ trẻ ra lớp tăng dần hàng năm. 100% trẻ 5 tuổi đến trường, 100% trường tiểu học tổ chức dạy học 2 buổi một ngày, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học, tổ chức tốt việc dạy ngoại ngữ theo đề án dạy và học ngoại ngữ trong các cấp học của thành phố Đà Nẵng. Năm học 2022-2023 có 83,3% cán bộ giáo viên đạt chuẩn. Từ năm học 2014-2015 đến năm học 2021-2022, toàn ngành có 532 đề tài sáng kiến được công nhận. Kết luận buổi làm việc, trưởng Ban Tuyên giáo Đoàn Ngọc Hùng Anh đánh giá cao nỗ lực của quận trong việc thực hiện nghị quyết số 29, đồng thời đề nghị quận lưu ý hơn việc kiểm định chất lượng giáo dục, đầu tư xây dựng vật chất, trang thiết bị phục vụ việc dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục, có biện pháp chủ động trong xã hội hóa giáo dục, đẩy mạnh dạy kỹ năng sống, nâng cao nhận thức cho học sinh về pháp luật.